Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về Login trong Java thì các bạn cần phải biết một số cái yêu cầu của cái loạt bài hướng dẫn này. Thì đầu tiên các bạn phải có kiến thức về Java Core cơ bản. Nếu các bạn chưa có kiến thức về Java cơ bản thì các bạn có thể tham khảo loạt bài hướng dẫn Java cơ bản của Fresher Academy, hoặc là các bạn có thể đọc bất cứ tài liệu nào liên quan về Java trước khi các bạn tìm hiểu loạt bài hướng dẫn này. Cái tiếp theo là các bạn nên biết về Maven. Cái này thì optional, tùy các bạn. Có thể là các bạn không cần biết Maven cũng được, nhưng mà tuy nhiên là trong loạt bài hướng dẫn này thì các project mình sẽ dùng Maven để minh họa. Vì thế nên các bạn có thể tìm hiểu qua về Maven trước. Các bạn có thể tham khảo một loạt bài hướng dẫn khác của Maven ở trong Fresh Academy, hoặc các bạn tìm hiểu trên mạng. Thì đấy là hai yêu cầu cơ bản của Login trong Java mà mình sẽ hướng dẫn trong loạt bài hướng dẫn này.